Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Lâm Uyên Hành của tác giả Trạch Trư. Tập 15. Chương 141, Cô Nương, Ngươi Không Lạnh Sao? 1. Ngạc Long vọt lên từ trong cát, đồng thời giao long bằng cát sau lưng Tô Vân bỗng nhiên đâm vào trong sa mạc. Ngạc Long kia ý định cắn Lý Trúc Tiên, nhưng trong cùng một thời gian, sau lưng hơn 10 bước gần Lý Trúc Tiên, một người phá đất nhảy lên, tránh né hoàng sa giao long đang gào thét. Lý Trúc Tiên phản ứng cấp tốc, lập tức lui lại né tránh, nhưng dưới chân đột nhiên trầm xuống, giống như bị thứ gì ngăn trở. Nàng vội vàng cúi đầu nhìn lại, là Tô Vân dẫm mép váy nàng, nàng đang muốn tránh thoát, lại bị hoàng sa ngạc long kia cắn thân thể xông ra bên ngoài. Hoàng sa ngạc long lao lên không trung liền quay cuồng, thân thể Lý Trúc Tiên lập tức trở nên mờ nhạt, sắp bị đưa ra cẩm tú đồ. Tô Vân, ngươi giở trò xấu hại ta. Lý Trúc Tiên tức hổn hển quát. Một bên khác, một cước Tô Vân dẫm mép váy Lý Trúc Tiên đồng thời nâng cánh tay phải, khí huyết rót vào cánh tay phải, toàn bộ cánh tay lập tức cuồn cuộn bắp thịt như cầu long quay quanh dưới da thịt. Đầu ngón tay hắn xuất hiện một sợi cát vàng, cong ngón búng ra. Viên công quyết chiêu thứ 6, viên công đạn kiếm, ngưu. Một tiếng xé gió sắc bén tiếng truyền đến, sĩ tử trốn trong đại mạc kia vừa mới vọt lên, người giữa không trung không tránh kịp. Lúc hạt cát vàng thứ nhất đánh vào mi tâm của hắn, thân thể của hắn cũng đã bắt đầu trở mờ đi. Tô Vân phảng phất như đã sớm ngờ tới hắn trốn ở nơi nào, sẽ từ nơi nào nhảy lên, cũng chắc chắn thời gian hắn nhảy lên. Cho nên bấm tay bắn ra đạo kiếm khí do cát vàng tạo thành, hoàn toàn canh chuẩn thời điểm hắn không chỗ mượn lực không cách nào tránh né. Cùng một thời gian, Lý Trúc Tiên tức giận chửi ầm lên, cũng biến mất. Xem ra, Lý Trúc Tiên không phải nhân ma. Tô Vân nắm một nắm cát vàng bỏ vào trong túi, thầm nghĩ. Nếu như cô nương này là nhân ma, như vậy nàng sẽ ngăn được một kích này. Nàng lưu tại nơi này quá nguy hiểm, cũng nên rời đi. Hắn từ đầu đến cuối hoài nghi đối với Lý Trúc Tiên. Sĩ tử trốn trong đại mạc kia mặc dù có thể giấu ánh mắt của hắn, nhưng không giấu được khí huyết cảm ứng của hắn. Tô Vân cố ý dừng lại trong sa mạc, chính vì cho sĩ tử kia cơ hội xuất thủ đánh lén Lý Trúc Tiên. Dù sao Lý Trúc Tiên là muội muội Lý Mục Ca, Tô Vân trực tiếp ra tay đào thải nàng, không cách nào bàn giao cho Lý Mục Ca, cho nên mượn tay sĩ tử kia là biện pháp tốt nhất. Đã có thể nghiệm chứng Lý Trúc Tiên có phải nhân ma hay không, lại không cần phá hư hữu nghị hắn cùng Lý Mục Ca. Tô Vân rất trân quý hữu nghị với Lý Mục Ca, Lý Mục Ca để hắn cảm nhận được ấm áp trong những người xa lạ. Mà, con đường phía trước có khả năng nguy hiểm không gì sánh được, về tình về lý, Tô Vân đều không hy vọng Lý Trúc Tiên tiếp tục đi theo mình. Bởi vì trong thập cẩm tú đồ chỉ còn lại người cuối cùng trong thiên, lâu tú cảnh phía trước. Trong khí huyết Tô Vân cảm ứng, khí huyết người kia như mặt trời mới mọc, nồng đậm không gì sánh được. Về phần sĩ tử khác, đều đã táng thân tại trong tay người kia. Tình huống hiện tại như táng long lăng 150 năm trước. Tô Vân bước chân hướng về biên giới đại mạc, đi vào biên giới ảo ảnh, đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy xuống từ đám mây. Táng long lăng 150 năm trước tuyết lớn ngập núi, thi thể sĩ tử thiên đạo viện bị băng tuyết che giấu, chỉ còn lại lĩnh đội học ca cùng hàn quân còn sống. Lúc chỉ còn lại hai người bọn họ, nhân ma rốt cục lộ ra chân diện mục. Mà bây giờ, trong linh giới chỉ còn lại có hai người. Phía dưới, một tòa cao lầu mỹ lệ đập vào mi mắt, cao lầu đứng sừng sững trên Long Bàn Sơn, lầu dưới Long Bàn Sơn bị mây mù lượn lờ che đậy. Cho nên, nhân ma hẳn muốn hiện thân, hoặc là ta, hoặc là ngươi. Cuồng phong đập vào mặt, Tô Vân xuyên qua từ trong từng tầng mây, cách tòa cao lầu kia càng ngày càng gần. Tòa cao lầu kia chính là thiên lâu tú cảnh trong thập cẩm tú đồ. Ô! Tô Vân đột nhiên thôi động tất phương biến, thi triển dạ phiến hàng đô hỏa, phía sau hắn, hai cánh chim to lớn mở ra, cánh chim màu đỏ như hỏa diễm, đón cuồng phong, nhảy xuống. Cùng lúc đó, khí huyết hắn hóa thành, lợi chảo cố gắng lấy khí huyết vỗ cánh, chậm lại tốc độ. Bất quá, thế hạ xuống quá nhanh, áp lực cường đại trực tiếp để cánh chim tất phương khí huyết rách tung tóe, rơi xuống tốc độ này khẳng định sẽ thịt nát xương tan. Tô Vân thôi động khí huyết, thể nội truyền đến từng tiếng tất phương hót, từ phượng gáy hạc kêu, thẳng tới kinh không,
tốc độ khí huyết vận hành cuồng bạo. Đột nhiên chỉ nghe oanh một tiếng, một đôi cánh chim tất phương phía sau hắn vậy mà bốc cháy, ngọn lửa nóng bỏng làm nóng không khí, để lực nâng cánh càng tăng. Lực nâng đầy đủ, nhưng cường độ cánh còn chưa đủ, không đủ để gánh chịu thân thể của hắn. Tất phương thần điểu cùng hai cánh phía sau hắn đều bị cuồng phong thổi rách tung tóe, sắp gãy. Đúng lúc này, cát vàng trong túi Tô Vân bay ra, cùng dung hợp khí huyết hắn, hóa thành xương cốt trong cánh, lập tức cánh chim trở nên cứng cỏi không gì sánh được, ngạnh sinh sinh ngăn thế hạ xuống chậm. Tô Vân cố gắng bắt trước tất phương, chấn động cánh chim, rốt cục rơi vào mái nhà Thiên Lâu, thế trùng kích vẫn rất nhanh, thân hình ngăn không được trượt dọc theo mái lâu xuống. Hắn gặp nguy không loạn, triển khai đôi cánh, ánh lửa hừng hực, đồng thời dưới chân phát lực, từng khối ngói xanh đùng đùng nổ tung, bị hắn dẫm đến vỡ nát, cuối cùng trượt đến biên giới mái lâu mới ngừng thân. Bước nửa bước về phía trước liền sẽ rớt xuống lầu cao trăm trượng, mà Tô Vân lại phảng phất như không nhìn thấy một màn này, không thấy kinh hoàng chút nào. Tất phương hỏa rực phía sau hắn thu lại, trở lại thành khí huyết như cũ, thu nhập vào cơ thể. Cánh chim tất phương còn đang thiêu đốt, lúc trở lại thành khí huyết, một ánh, lửa phía sau hắn nổ tung, hỏa diễm biến mất. Tô Vân mở bàn tay, cát vàng trong cánh chim rơi vào trong tay, vẫn được hắn đặt trong túi. Nếu như tìm được thần điểu tất phương chân chính, hiểu rõ cấu tạo xương cốt cùng thân thể nó kỹ càng, lấy khí huyết hiển hóa, hẳn có thể để người hóa thành chim bay lên. Chương 142, cô nương, ngươi không lạnh sao? 2. Trong lòng Tô Vân yên lặng nói, hắn đưa thân làm thí nghiệm lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng để hắn nhìn ra tầm quan trọng của việc truy nguyên. Cho dù tất phương thần hành dưỡng khí thiên cũng có tiềm lực rất lớn chờ đợi hắn đào móc. Mà những công pháp khác, như tiên viên dưỡng khí thiên, có thể nghiên cứu kim viên độ kiếp, tăng lên uy lực công pháp. Hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên, nếu như có thể nghiên cứu chân long thì có thể luyện thành chân long ngâm, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Lại như nhật nguyệt điệp bích dưỡng khí thiên của thánh công tử, nếu như có thể đi vào trên mặt trời, mặt trăng, kỹ càng nghiên cứu mặt trời mặt trăng, như vậy, uy lực môn công pháp này tăng lên, sẽ lớn như thế nào? Đương nhiên, hắn cũng chỉ suy nghĩ. Tô Vân phóng ra một bước về phía trước, thân hình rơi xuống dưới, nhưng chỉ rơi xuống một trượng, phía sau hắn, khí huyết hóa thành giao long nhô ra lợi chảo, bám trụ trên lầu cao. Râu rồng tung bay, mũi chân Tô Vân đặt lên trên râu rồng, nhẹ nhàng mượn lực, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, trước mặt hắn là một tòa cung điện. Tòa thiên lâu này cao trăm trượng, có mấy phần bố cục tương tự cùng lầu cao đương đại, mỗi một tầng lầu đều là một tầng cung điện, lầu cao do tầng tầng cung điện điệp ra tạo thành. Tại thời kỳ thánh nhân Nho ra đời thứ 11, còn không có cao lâu như vậy, cho nên loại lâu này chỉ có thể tồn tại trong mộng cảnh của Văn Thánh Công. Mà thập cẩm tú đồ chính là linh giới trong mộng cảnh Văn Thánh Công luyện chế thành tính linh thần binh. Tô Vân đi trong thiên lâu, trong lòng cảm khái, thập cẩm tú đồ là sức tưởng tượng đối với tương lai của Văn Thánh Công. Hắn đi trong mộng cảnh Văn Thánh Công, thấy được hình thức ban đầu của thành trấn hiện tại, không thể không làm cho người thổn thức. Cựu thánh mặc sức tưởng tượng tương lai, hôm nay đã thành hiện thực. Đột nhiên, bên tai của hắn truyền đến thanh âm sàn sạt, trong lòng Tô Vân hơi run, tê cả da đầu, dùng mình, cơ hồ nhịn không được muốn quay người đào tẩu. Âm thanh sàn sạt này đúng là âm thanh kỳ quái lúc hắn lần đi trong Táng Long Lăng gặp được toàn thôn Cật Phạn nghe được. Âm thanh sàn sạt xuất hiện, cho thấy trong tòa thiên lâu này không phải sĩ tử, mà là nhân ma. Sinh vật cường đại mà hắn tuyệt không có khả năng chiến thắng. Nhân ma. Bên ngoài có nhiều cao thủ như vậy, vì cái gì nhân ma còn dám xuất hiện? Không đúng, không đúng. Thật là nhân ma sao? Những nơi nhân ma đi qua một mảnh tàn sát, nhưng lần đại khảo này cũng không máu chảy thành sông. Chẳng lẽ ngũ giác lục giác ta bị che đậy? Kỳ thật sĩ tử ta đánh bại trong đại khảo đều đã chết hết. Kỳ thật dưới chân ta máu chảy thành sông, trên tay dính đầy máu tươi. Trong lòng Tô Vân không tự chủ sinh ra sợ hãi, vội vàng điều động khí huyết của mình, lớn mạnh giác quan mình cảm ứng bốn bề thế giới. Hắn thậm chí nhắm mắt lại lấy khí huyết cảm ứng xung quanh, nhưng hết thảy bình thường cũng không khác biệt gì. Nhân ma tại thời kỳ nhỏ yếu am hiểu ngụy trang, am hiểu mê hoặc nhân tâm, bọn nó bốc lên giết chóc. Thậm chí người bị ký sinh cũng không biết mình đã bị ký sinh, thẳng đến ý thức bị thay thế triệt để. Tô Vân kiểm tra từ đầu đến cuối không ra dị dạng, lấy lại bình tĩnh, kiên trì tiếp tục đi lên phía trước. Hắn còn có cơ hội.
cho dù là nhân ma, dưới cảnh giới giống nhau cũng chưa chắc có thể phá vỡ một kiếm kia. Tiên kiếm vừa ra, đánh đâu thắng đó, không có đối thủ. Âm thanh sàn sạt dần dần trở lên rõ ràng, ngày càng rõ ràng, cuối cùng biến thành một âm thanh êm ái giống như thiếu nữ. Tiểu mù lòa thiên môn chấn, ngươi đã đến, đến rồi, đến rồi. Hồi âm truyền vang bên tai hắn giống như lá rụng, từ bên tai của hắn bay tới trong đầu, lại từ não hải bay tới trong lòng, từ từ lắng đọng dưới đáy lòng. Tô Vân bất vi sở động, đi vào cung đình, trước mắt là từng màn lụa mỏng, tung bay theo gió. Bước chân thiếu niên trầm ổn, đưa tay đẩy màn lụa ra, không ngừng tiến lên, trong hành lang thanh đăng treo đầy trên vách tường, chiếu sáng con đường, lại hướng về trước, chính là chính đường của thâm cung. Tô Vân đi vào chính đường, ngẩng đầu liền gặp một thiếu nữ áo đỏ nghiêng nghiêng nằm trên bảo tọa cung điện, tay phải chống cằm, nghiêng đầu nhìn tới hắn. Ống tay áo thiếu nữ kia thật dài trải trên mặt đất, đỏ tươi như máu. Ta gọi Ngô Đồng. Trên hai chân thiếu nữ kia đeo vòng bạc, vòng trên treo ba chuông vàng nhỏ, mỗi cái cỡ trứng chim cú. Chờ ngươi rất lâu. Nàng nâng chân phải lên, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, trên chân không giày, năm ngón chân nhếch lên, nhẹ nhàng đặt lên mặt đất. Chân của nàng trắng giống như trong suốt, phảng phất do bạch ngọc điêu khắc mà thành, nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ xíu bên trong. Giữa mùa đông, Ngô Đồng cô nương ngươi không lạnh sao? Tô Vân cười nói, trên mặt treo tươi cười sán lạn theo thói quen. Đây là dáng tươi cười của tiểu tử mù lòa, dùng để che giấu bất lực cùng sợ hãi của mình. Hắn tự nhiên nhận ra nữ hài này. Thiếu nữ áo đỏ này, chính là thiếu nữ hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu toàn thôn Cật Phạn, Tiêu Thúc Ngạo thời điểm hắn đi vào Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ. Trong lúc vô tình, thiếu nữ liếc thấy hắn, lại không nghĩ rằng trong quyết đấu sau cùng gặp được nữ hài này. Không lạnh, nữ hài trên bảo tọa buông hai chân xuống, đứng dậy, đi về phía hắn, nói khẽ. Thân thể của ta, lúc đầu rất lạnh. Chân trước nàng theo thói quen chạm đất, ngón chân tuyết trắng rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng chạm mặt. Đất, bàn chân mới có thể hoàn toàn chạm đất. Tô Vân rời ánh mắt từ trên hai chân của nàng, lung lay đầu. Từ khi nữ hài này tiếp cận, khí huyết áp bách càng ngày càng mạnh, trước mắt của hắn, lạc ấn thiên môn chấn lại lần nữa xuất hiện. Cột nước Bắc Hải, bầu trời có một thế giới khác, cùng quang mang của thanh tiên kiếm kia. Một màn này lại chiếm cứ tầm mắt của hắn, tiên kiếm lạc ấn lại lần nữa ngăn chặn đồng tử của hắn. Hắn lại thành mù lòa, nhìn không thấy sự vật bốn phía. Các bạn đang nghe truyện Lâm Uyên Hành của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 143, Kiếm Khểu Ngô Đồng, 1. Như hắn sở liệu, thời điểm chỉ còn lại hai người trong Cẩm Tú Đồ, nhân ma hiện thân. Nhưng vượt qua hắn dự liệu là, dù cũng bị giam cầm ở cảnh giới trúc cơ, chênh lệch giữa hắn và nhân ma vẫn to lớn không gì sánh được. Nhân ma chưa động thủ, chỉ dùng khí huyết áp bách đã khiến cặp mắt của hắn lại mù lần nữa. Ngô Đồng đi lại xung quanh Tô Vân, âm thanh êm dịu vang lên. Ngươi là nhân loại đầu tiên vật ký sinh gặp phải lúc ta rời khỏi Táng Long Lăng. Ta dự định ký sinh trên người của ngươi, nhưng nhìn thấy rất nhiều quỷ thần đứng trong mây mù nhìn chằm chằm ta từ bỏ. Tô Vân lặng lẽ nhấc chân, giẫm mép váy nàng, cười nói. Đó là tiền bối trong thiên môn trấn của ta. Bọn hắn luôn bảo hộ ta khi ta còn bị mù. Khi đó có lẽ đúng, nhưng bây giờ sẽ không. Ngươi đã không có bọn hắn bảo vệ, Ngô Đồng buồn bã nói. Bất quá khi đó ta buông tha ngươi, sau vào thành ký sinh trên thân cô nương này. Tô Vân cảm nhận được lòng bàn chân khẽ động, lông mày nhíu lại, ngang nhiên xuất thủ. Hắn vừa ra tay chính là Hồng Lô Thiện Biến cùng Nhật Nguyệt Điệp Bích, hai loại công pháp kết hợp, tâm pháp hắn dùng chính là Hồng Lô Thiện Biến, mà võ công thì là Nhật Nguyệt Điệp Bích. Hắn thi triển là chiêu thứ 6 Nhật Nguyệt Điệp Bích. Chiêu thứ 6 gọi là Nhật Nguyệt Điệp Bích, cái gọi Nhật Nguyệt Điệp Bích có ý là mặt trời cùng mặt trăng giống hai khối ngọc bích chồng lên nhau, chỉ hai loại thiên tượng nguyệt thực cùng nhật thực. Công pháp Nhật Nguyệt Điệp Bích, tay trái là dương, tay phải là âm, tay trái chỉ nhật, tay phải chỉ nguyệt. Khi Nhật Nguyệt Điệp Bích lúc tay trái phía trước chính là nhật thực, lấy âm làm chủ, tay phải phía trước chính là nguyệt thực, lấy dương làm chủ. Khí huyết một tay Tô Vân hóa thành đại nhật, một tay khí huyết hóa thành minh nguyệt, hai tay như tiễn xuyên vòng. Chân đạp vai thiếu nữ Ngô Đồng, tiến đến, hai tay liên xuyên, lực lượng mỗi một kích đập nện lên không trung đều bộc phát tiếng vang bành bịch. Nhưng mà,
trái tim hắn càng ngày càng nặng, vô luận hắn công kích làm sao, hắn cũng không đụng nữ tử kia một phần một hào. Hắn cho dù dẫm y phục đối phương, cũng giống từ đầu đến cuối vẫn kém nữ tử kia một khoảng cách. Tô Vân đình chỉ tiến công, kiệt lực hồi ức lại cảnh tượng mình nhìn thấy lúc tiến vào căn phòng này, trong đầu hình thành một bức không gian địa lý đồ. Phổ thông địa lý đồ là mặt phẳng, mà thói quen lúc mù lòa dưỡng thành lại là lập thể. Ta đi vào Sóc Phương, nghĩ thông suốt một ít chuyện. Thanh âm Ngô Đồng truyền đến, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, lơ lửng không cố định, trong âm thanh kia giống như không có bất kỳ tình cảm gì. Ta nghĩ thông suốt chuyện này, vì sao ta có thể trốn ra từ trong Táng Long Lăng? Tô Vân giật mình, lộ ra vẻ suy tư, mặt giãn ra cười nói. Như vậy, ngươi nghĩ thông suốt, ta nghĩ thông suốt. Âm thanh của Ngô Đồng giống như truyền đến từ đáy lòng của hắn, nàng giống như được giấu ở trong lồng ngực Tô Vân, trong lồng ngực hắn phát ra âm thanh êm tai nhưng không tình cảm. Có người cần ta làm thiên hạ loạn lạc, chế tạo náo động, mà hắn đến diệt trừ ta, thu danh lợi cùng danh vọng. Hắn muốn dùng cái này để hoàn thành một trận đại nghiệp cải thiên hoán địa. Tô Vân giẫm quần áo của nàng chuyển bước, hỏi. Người này là ai? Ngươi cũng nghĩ thông rồi. Váy Ngô Đồng giống như có thể không ngừng sinh trưởng. Tô Vân giẫm váy của thiếu nữ này, từ đầu đến cuối đều tìm không được thiếu nữ này ở nơi nào. Theo lý mà nói, nếu như váy của Ngô Đồng thật dài như vậy, tùy tiện liền có thể phủ kín toàn bộ cung điện, để khắp nơi trên mặt đất cung điện đều là váy đỏ. Váy của nàng đang sinh trưởng, Tô Vân thầm nghĩ. Lúc này, Tô Vân cảm giác được mình há miệng, mình phát ra âm thanh thiếu nữ Ngô Đồng. Hắn nghe được mình nói, nghĩ thông suốt, người kia tự nhiên là người của 150 năm trước. Hắn giống như chân long, siêu quần bà tụy, hơn người, hắn cũng giống như chân long có thể lớn có thể nhỏ, có thể ẩn có thể hiện, có thể ngao du cửu thiên, cũng có thể chui vào vực sâu ẩn tàng hành tích. Tô Vân dùng mình, nữ tử Ngô Đồng kia phảng phất như dung hợp cùng thân thể hắn, có thể khống chế cử động của hắn. Hắn rốt cuộc biết, 150 năm trước, vì sao sĩ tử Thiên Đạo Viện không tiếc tất cả mọi người chết trong Táng Long Lăng cũng không dám rời đi. Bởi vì mang theo nhân ma này rời đi, chỉ sợ thế giới bên ngoài sẽ không có cách chống cự nhân ma tàn phá. Cho nên bọn hắn ôm quyết tâm thể sống chết, nhất định phải lưu nhân ma lại trong Táng Long Lăng. Mọi người đều nói nhân ma đáng sợ nhất. Thiếu nữ Ngô Đồng kia giống như rời đi từ trên người hắn, âm thanh truyền đến từ phía bên trái thân thể của hắn, phảng phất như nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhưng lòng người mới đáng sợ nhất, nhân ma, không phải lòng người âm u biến thành ma sao. Mà có ít người, trời sinh chính là nhân ma. Người 150 năm trước giết chết ta, còn sống rời đi Táng Long Lăng kia, hắn là chứng minh cho quan điểm này. Tô Vân cười ha ha, cố giả bộ trấn định, nói. Nếu ngươi nghĩ thông suốt, như vậy vì sao còn muốn tham gia lần đại khảo này, gây ra hỗn loạn? Cặp mắt của hắn vẫn nhìn không thấy như cũ, chỉ có thể cảm ứng bằng khí huyết được một đoàn bóng mơ hồ, quay xung quanh chính mình, bay tới bay lui trên đỉnh đầu, giống như phi thiên thần nữ trong chùa miếu. Hắn dẫn dụ ta chế tạo giết chóc, ta cũng đang tìm kiếm cơ hội dẫn dụ hắn lộ ra chân dung. Âm thanh thiếu nữ Ngô Đồng lơ lửng không cố định, cười rất vui sướng. Hắn trốn từ một nơi bí mật gần đó, tìm không thấy chân thân hắn, ta tự nhiên không làm gì được hắn. Nhưng hắn dẫn dụ ta chế tạo giết chóc, ta chưa chắc không thể mượn cơ hội này dẫn dụ hắn hiện thân. Trong lòng Tô Vân khẽ nhúc nhích, sinh ra vẻ khâm phục đối với nhân ma, nói. Cho nên khi ngươi tiến vào Sóc Phương, cũng đã hoàn thành chuyển sinh, ngươi căn bản không cần mượn nhờ lần đại khảo này, lựa chọn kẻ mạnh nhất để ký sinh, đúng hay không? Chương 144, Kiếm Khều Ngô Đồng, 2. Ta chuyển sinh cần 3 lần huyết tế quy mô càng lớn, ta chuyển sinh sẽ có thực lực càng mạnh. Người kia cho rằng ta sẽ mượn lần đại khảo của sĩ tử này gây ra hỗn loạn chuyển sinh. Nhưng mà hắn không ngờ rằng, sau khi ta vào thành cũng đã hoàn thành chuyển sinh. Thiếu nữ Ngô Đồng giống như từ không trung đi tới mặt đất, nắm tay Tô Vân cảm giác được bàn tay của nàng lạnh buốt, giống như tay người chết. Nữ hài kéo cánh tay của hắn tiến lên, dựa vào trên người hắn, nói khẽ, ta biết hắn chuẩn bị lợi dụng ta, cho nên ta căn bản không tạo ra đồ sát, ta lựa chọn con đường ổn thỏa nhất. Trên đường ta đến Sóc Phương cũng đã hoàn thành 3 lần huyết tế, vào thành trực tiếp chuyển sinh, từ từ trưởng thành. Ta đang đợi hắn lộ ra chân ngựa. Nàng lôi kéo Tô Vân đi lên trước, quay người nhìn Tô Vân,
giống như người yêu nắm tay tình lang, cười nói. Hắn là người giàu hoạt cỡ nào, hắn nhất định sẽ ẩn tàng rất khá. Ta cố ý để độc giao ở bên ngoài hấp dẫn lực chú ý bọn hắn, ta lại chế tạo hai trận hỗn loạn ở bên ngoài, chính là cho hắn cơ hội lộ mặt này. Đáng thương cho độc giao, đến nay còn tưởng rằng ta là thần long. Tô Vân thân bất do kỷ đi theo nàng, không khỏi dùng mình một cái, cười ha ha nói. Ngươi thật là một tiểu quỷ cơ linh, ta phát hiện ta dần dần thích ngươi rồi. Đúng vậy, thiếu nữ Ngô Đồng tựa đầu trên vai của hắn, thân mật cọ sát. Tô Vân bị nàng cọ giống như hồ ly xù lông, từng chiếc lông tơ dựng thẳng, dáng chống đỡ cười nói. Hắn bại lộ, ngươi liền biết đối thủ mình là người nào, mà khi đó ngươi lại ở chỗ tối, công thủ chuyển biến, nét mặt của hắn nhất định cực kỳ đặc sắc. Thiếu nữ Ngô Đồng dừng bước, vui vẻ đưa hai tay ôm cổ hắn, giống như đạt được người yêu ban thưởng, vạn phần thân mật. Hắn nhất định nghĩ không ra ta cũng đang đợi tính toán hắn. Hiện tại, bên ngoài cũng sắp đen rồi. Giữa ngươi và ta, còn có một trận chiến. Hai tay Tô Vân ôm eo của nàng, cười nói. Ta đột nhiên nhớ tới, ta chỉ ăn sáng, còn không có ăn cơm trưa. Ngươi có đói bụng không? Nếu không ăn ít đồ trước. Thiếu nữ Ngô Đồng cười ha hả nói. Ăn cái gì? Nơi này là linh giới, có thể ăn cái gì? Ăn ta một kích. Tô Vân cười ha ha, ôm nàng vào lòng, không nói gì thi triển ra lão viên bão chung. Nếu là sĩ tử bình thường, ăn một kích này, xương cốt toàn thân đều sẽ bị đánh tan, nhưng mà thiếu nữ trong ngực hắn đột nhiên biến mất, để lực lượng một kích của hắn này hoàn toàn thất bại. Trong lòng Tô Vân cảm giác nặng nề, cười nói. Ngô Đồng, ngươi dùng khí huyết áp chế ngũ giác lục giác ta, tạo thành ảo giác cho ta. Như vậy chân thân ngươi ở đâu? Ta một mực nằm trên bảo tọa, chưa bao giờ động đậy thân thể. Tô Vân bỗng nhiên nghiêng người, mặt hướng phương hướng bảo tọa, trán toát mồ hôi lạnh. Trên bảo tọa, thiếu nữ áo đỏ chậm rãi đứng dậy, từ đầu đến cuối, nàng đều chưa từng động, mà chỉ lấy khí huyết áp bách khí huyết Tô Vân, tạo thành cho hắn đủ loại huyễn tượng. Mà lần này, nàng quyết định động thủ. Ta còn một nghi vấn. Tô Vân lộ ra mỉm cười mù tịt không biết gì, hỏi. Vì sao ngươi muốn nói cho ta biết những thứ này? Nếu ta chết, ngươi chính là người mạnh nhất, người bên ngoài khẳng định sẽ hoài nghi ngươi là nhân ma. Mà nếu ngươi buông tha ta liền không sợ ta sống rời đi nơi này liền khai chuyện mà ngươi nói ra. Tô Lang, ngươi nghĩ gì thế? Thiếu nữ Ngô Đồng cười ra tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, lau mồ hôi cho hắn, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Bọn hắn sẽ không tin ngươi, bởi vì ta sẽ phân ra một bộ phận ký sinh ngươi, thôn phệ tính linh của ngươi. Ngươi chính là nhân ma, ngươi đào thải ta, trở thành người thắng trận duy nhất. Mà lại, đúng lúc này, thể nội Tô Vân truyền đến lôi âm kịch liệt, nguyên khí gần như bạo tạc giống như tăng lên, tràn vào trong cánh tay phải của hắn. A a a cô. Trong lồng ngực của hắn, lôi âm hóa thành nộ long trường hống, tốc độ khí huyết vô cùng kinh khủng tràn vào cánh tay phải, Tô Vân quay người, xuất kiếm. Ngay tại một sát na hắn xuất kiếm, hắn lại lần nữa mất đi cảm ứng đối với thiếu nữ Ngô Đồng kia. Mà ngươi chính là nhân ma, ngươi sẽ ra ngoài đại khai sát giới. Thiếu nữ áo đỏ Ngô Đồng xuất hiện trong tầm mắt của hắn, thiếu nữ kia một thân đỏ thẫm, hành tẩu trong lạc ấn thiên môn trấn, ngẩng đầu nhìn tiên kiếm trên bầu trời, lại hướng về hắn cười cười. Hắn giết ngươi liền sẽ cho rằng ta chết rồi, buông lỏng cảnh giác. Từ đây địch sáng ta tối, hắn liền rơi vào trong lòng bàn tay của ta. Tô Vân cắn răng, nguyên khí tràn vào trong hai con ngươi, tám bức triều thiên khuyết được nguyên khí kích phát, lập tức trở nên sáng chói. Có thể sống hay không, ở lần này, Tô Vân gần như điên cuồng, liều mạng thôi động lạc ấn tám bức triều thiên khuyết kia. Ta ngược lại muốn xem, Thập Cẩm, Tú Đồ có thể hay không đối kháng khôi phục thiên môn, phong ấn tính linh của ta. Trong tám bức triều thiên khuyết, vô số đồ án thần thú phục sinh, bay về phía thiên môn khôi phục. Một cỗ lực hút khó có thể tưởng tượng truyền đến, dẫn dắt tính linh Tô Vân, ý đồ kéo tính linh hắn vào một thế giới khác. Cùng một thời gian, Thập Cẩm Tú Đồ trấn áp linh giới Tô Vân để linh giới Vân Tô bảo trì trạng thái phong bế, mà tính linh của hắn chính là ở trong linh giới của mình. Lực lượng thiên môn cùng lực lượng Thập Cẩm Tú Đồ, tại thời khắc này đột nhiên va chạm. Bên tai Tô Vân truyền đến một tiếng chuông vang, đó là chuông vang của Hoàng Trung quen thuộc. Khí huyết của hắn gần như tăng lên cuồng bạo, khí huyết trong tính linh thần thông chứa tương liên cùng khí huyết bản thân, dung hợp một chỗ, để hắn trở về cảnh giới uẩn linh. Trong hai mắt Tô Vân,
vô luận tiên kiếm hay thiên môn chấn, dù Bắc Hải sóng cả mãnh liệt cùng thế giới thiên ngoại cũng đều đồng thời xoay tròn, biến mất. Ánh mắt của hắn phục minh, ngũ giác lục giác toàn bộ khôi phục, cảnh trí chính đường lại lần nữa xuất hiện trong mắt, thiếu nữ áo đỏ kia cũng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tô Vân gầm thét, nghiêng người lấy cánh tay làm kiếm, xuất kiếm, kiếm khều Ngô Đồng. Các bạn đang nghe truyện Lâm Uyên Hành của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 145, Tiên kiếm chém nhân ma, 1. Cùng một thời gian, Cầu Thủy Kính, Điền Vô Kỵ cùng Tả Tùng Nham tọa trấn trên thập cẩm tú đồ thình lình phát hiện. Cẩm tú đồ đột nhiên lưu động kịch liệt, giống như có một cỗ lực lượng đáng sợ không gì sánh được đang đột phá áp chế của cẩm tú đồ. Trong Thần Tiên Cư, Đồng Khánh Vân, Văn Lập Phương cùng một đám Tây Tịch tiên sinh các đại học cung vội vàng đến bên cửa sổ. Chỉ thấy cẩm tú đồ lay động, thậm chí để bốn phía lầu cao cũng lắc lư theo, suýt nữa đụng vào từng đạo vân kiều trên không trung. Đám người kinh hoàng không thôi, lúc này 10 bức cẩm tú đồ đã dung hợp quy nhất, biến thành một bức tranh, lại có cao thủ tuyệt đỉnh Cầu Thủy Kính tự mình trấn áp, nhưng vẫn không trấn áp được. Lúc này sắc trời đã tối, trên vân kiều có linh sĩ nhóm lửa thắp đèn, chiếu sáng con đường. Trong lầu cao cũng có từng ánh đèn sáng lên, thành sóc phương giống như viên minh châu tỏa ra quang mang. Thập cẩm tú đồ ba động đưa tới làm cho từng chiếc đèn nổ tung, rất nhanh lầu cao cùng con đường đều trở thành một mảnh đen kịt. Nhân ma quả thật ở trong đồ. Đám người trong Thần Tiên Cư kinh hô, có người lẩm bẩm. Đế sư khống chế đại thánh linh binh, vậy mà không trấn áp được, nhân ma cường đại như vậy sao? Trên không cẩm tú đồ, kính quang như trụ, bị đánh phiêu diêu không chừng, mà trên gương sáng, vô số quang mang ngôi sao từ trong vũ trụ chiếu xuống, hội tụ trong kính. Lúc này, Cầu Thủy Kính bị đánh thân hình bất ổn, lung la lung lay. Văn Lập Phương thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, cắn răng nói, đồng phó viện trưởng, nhân ma ở trong đồ, đến bây giờ ngươi còn nhìn không ra Cầu Thủy Kính đang muốn trấn áp nhân ma hay trợ nhân ma phục sinh. Hắn đang trợ giúp nhân ma giáng lâm. Phó viện trưởng, không đợi được. Đồng Khánh Vân trần trừ, bỗng nhiên cắn răng, nghiêm nghị nói, văn phó viện trưởng, ngươi ta đồng loạt ra tay, phải ngăn cản hắn, ngăn cản nhân ma giáng sinh. Hai người xông ra Thần Tiên Cư, tế lên tính linh thần binh. Đồng Khánh Vân chính là phó viện trưởng Văn Xương học cung, đồng gia cũng là đại thế gia thành Sóc Phương, tính linh thần binh hắn tự nhiên là một kiện trọng bảo. Thần binh kia bay ra, chính là một lò luyện đan, nặng nề không gì sánh được. Đan lô có bốn phong nhãn điêu khắc tất phương, đan hỏa trong lò tăng lên làm nhiệt độ tăng lên, bốn con tất phương kia dường như sống lại, ngao du vỗ cánh trong phong nhãn. Trúc cơ công pháp đồng gia có cùng nguồn gốc với tất phương thần hành dưỡng khí thiên thành Sóc Phương, môn công pháp này thật ra là công pháp gia truyền của đồng gia. Năm đó nguyên đế phổ biến quan học, lão thần tiên đồng gia liền đưa công pháp nhà mình ra ngoài, truyền thụ cho một đời quan học Sóc Phương. Vô số sĩ tử Sóc Phương đều nhận ân tình đồng gia. Mà tính linh thần binh đồng gia cũng ẩn chứa đồ án tất phương, rất nhiều linh sĩ đồng gia cũng đều quan tưởng tất phương. Có không ít linh sĩ chế tạo linh binh cũng có đồ án tất phương. Một bên khác, Văn Lập Phương cũng tế tính linh thần binh. Tính linh thần binh của nàng chính là một gương đồng kỳ lạ. Cấu tạo gương đồng cực kỳ phức tạp, bị nàng nhẹ nhàng kéo một phát, gương đồng kia giống như cắt giấy, cắt không gian trước sau ra vô số mặt vuông. Văn Lập Phương là phó viện trưởng của Cửu Nguyên Học Cung, Văn gia cũng là đại gia tộc, dù kém đồng gia, nhưng cũng là thế gia đời đời tương truyền, nội tình thâm hậu. Tính linh thần binh của nàng cũng cực kỳ cường đại, là chấn cung chi bảo của Cửu Nguyên Học Cung. Văn gia không có bối cảnh khủng bố giống đồng gia, bởi vậy nàng không cách nào giống Đồng Khánh Vân tiện tay xuất ra một kiện trọng bảo, đành phải vận dụng chấn cung chi bảo của Cửu Nguyên Học Cung. Cửu Nguyên Học Cung quanh năm đứng thứ ba trong tứ đại học cung, có đôi khi còn có thể xếp thứ hai, chấn cung chi bảo tự nhiên không thể coi thường. Ban đêm, chính là thời điểm Cầu Thủy Kính suy yếu nhất, mà Cầu Thủy Kính còn đang toàn tâm toàn ý thôi động lực lượng cẩm tú đồ đối kháng nhân ma. Đối mặt hai đại cường giả tập kích, kết quả tự nhiên có thể nghĩ. Đồng phó viện trưởng, văn phó viện trưởng, các ngươi làm gì thế? Phó viện trưởng Mạch Hạ Học Cung Điền Vô Kỵ thấy thế, không khỏi giận dữ, quát chói tai một tiếng. Thiên lôi chiếu, oanh. Trên bầu trời, một đoàn ánh sáng nổ tung, lôi đình xen lẫn, quang mang như thác rơi xuống, quay xung quanh cẩm tú đồ hình thành một cái lồng lớn.
Nhưng sau một khắc, thần thông Điền Vô Kỵ liền bị hai người phá vỡ. Điền Vô Kỵ đằng không lên, nên tiếp Đồng Khánh Vân cùng Văn Lập Phương. Lão Điền tránh ra. Đồng Khánh Vân giận dữ, toàn lực thôi động đan lô, thần điểu trong đan lô kêu to, lửa cháy hừng hực bay ra từ bên trong hóa thành sóng lửa dài đến mấy chục trượng. Hô! Bốn con tất phương thần điểu trong sóng lửa vỗ cánh phi hành, vòng qua Điền Vô Kỵ, phóng hướng cầu thủy kính đang ngồi bất động. Cùng lúc đó, Văn Lập Phương thôi động tấm gương đồng cổ quái kia, dốc hết khả năng thôi động uy năng gương đồng, đánh tới cầu thủy kính. Vào lúc này, trong hắc ám đột nhiên truyền đến tiếng cười to, hai vị phó viện trưởng, cảm ơn. Sắc mặt Văn Lập Phương cùng Đồng Khánh Vân biến hóa, chỉ thấy bốn phía thập cẩm tú đồ, từng tòa lầu cao tầng cao nhất. Chẳng biết lúc nào xuất hiện từng thân ảnh sừng sững trong hắc ám, dữ tợn cường đại, giống như quỷ mị. Giờ phút này, những thân ảnh này cùng nhau đánh tới cầu thủy kính, cho dù quang mang thiên lôi chiếu thần thông Điền Vô Kỵ còn sót lại cũng vô pháp soi sáng thân ảnh cùng diện mục của bọn hắn. Lão yêu ma thiên thị viên của khu không người. Sắc mặt Đồng Khánh Vân cùng Văn Lập Phương đại biến, Văn Lập Phương thất thanh hô to. Sao những lão quái vật khu không người này lại để mắt tới cầu thủy kính? Hỏng bét, không kịp thu lực rồi. Uy lực tính linh thần binh bọn hắn đã bộc phát, căn bản không kịp thu lực. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới tỉnh táo lại, đây là một cái bẫy nhằm vào chủ nhân thập cẩm tú đồ. Mục đích không phải vì phóng thích nhân ma, để nhân ma phục sinh, cũng không phải tạo thành náo động tại thành Sóc Phương, mà trọng thương thậm chí giết chết chủ nhân thập cẩm tú đồ, để thành Sóc Phương thiếu một vị chiến lực mạnh mẽ. Chương 146, Tiên kiếm chém nhân ma, 2. Không có chiến lực này liền không người có thể hàng phục nhân ma, không người có thể đối kháng náo động. Thiên thị viên khu không người cũng có thể khuếch trương, những yêu ma quỷ quái bị trấn áp kia liền có thể gióng trống khua chiêng tấn công Sóc Phương. Chỉ tiếc, bọn hắn tỉnh ngộ trễ một chút. Đột nhiên, cầu thủy kính vươn người đứng dậy, gương sáng thanh thế to lớn trên bầu trời đang tiếp dẫn sắc trời duy trì thập cẩm tú đồ. Đột nhiên ông một tiếng chiếu xuống, gương sáng rầm rầm phi hành, gào thét quay xung quanh cầu thủy kính. Trong chớp nhoáng này, hắc ám bốn phương tám hướng bị quang mang thấm nhuần, bên người cầu thủy kính phảng phất vô số tấm gương thông thấu, chiết xạ thân ảnh bốn phương tám hướng, chiếu sáng khuôn mặt mỗi người. Không chỉ như vậy, mặt kính chiết xạ ra thần thông mỗi người, chiết xạ ra mỗi một uy năng tính linh thần binh. Cầu thủy kính đưa tay, lòng bàn tay xuất hiện từng mặt gương sáng hình tròn như màn nước, nghênh tiếp đạo thần thông thứ nhất. Thần thông kia chính là tất phương thần điểu trong đan lô, thần thông đụng vào gương sáng, phát ra một tiếng bịch nhẹ, giống như thanh âm đá rơi vào mặt hồ phát ra. Tất phương kia lập tức hóa, thành hỏa điểu trong kính, vỗ cánh lại không nhúc nhích, phảng phất đứng im. Bàn tay cầu thủy kính di động, không trung xuất hiện từng mặt gương sáng, trước trước sau sau, trái trái phải phải, một mặt lại một mặt trải rộng ra, nên tiếp từng chiêu thần thông từng thanh linh binh. Âm thanh thùng thùng như hòn đá nhỏ nhập vào mặt hồ cũng vang lên không ngừng. Bá! Cầu thủy kính run lên ống tay áo, hai tay chắp sau lưng, tất cả thần thông cùng linh binh biến mất không còn, chỉ còn lại từng mặt thủy kính nổi bồng bềnh giữa không trung. Từ xế chiều hắn đã bắt đầu tiếp dẫn sắc trời tụ lực, chính vì giờ khắc này. Sắc mặt những yêu ma khu không người kia đại biến, trong đó một đầu lão yêu kêu lên. Hắn không phải chủ nhân của cẩm tú đồ. Đi mau! Gương sáng bốn phía treo cao, những thần thông cùng linh binh bị định trụ kia đột nhiên bộc phát uy lực kích xạ ra, từ trong kính. Đồng Khánh Vân vội vàng kêu lớn, thủy kính tiên sinh, ta không phải cố ý. Oanh! Hắn trúng hơn 10 đạo thần thông, bay ngược đi. Yêu ma quỷ quái thiên thị viên bốn phía chúng chiêu càng không biết bao nhiêu, có đại yêu nổ tung tại chỗ, có trực tiếp hồn phi phách tán. Trên bầu trời chân cụt tay đứt như mưa rơi xuống, yêu ma quỷ quái khác bị thương, nhao nhao trốn xa, nhảy nhót lung tung giữa từng tòa lầu cao cùng từng đạo vân kiều, phi tốc bỏ chạy. Những yêu ma thiên thị viên kia rất cường đại, nếu không cũng không dám tiến vào, nhưng mà đối mặt cầu thủy kính, bọn hắn vẫn còn kém hơn quá nhiều, chúng chiêu liền biết nếu không trốn, hẳn phải chết. Người phóng thích nhân ma kia ẩn tàng thật sâu, vậy mà cũng không dẫn tới chân thân người kia. Sắc mặt cầu thủy kính trầm xuống, ống tay áo lắc, cất giọng nói. Tất cả Tây Tịch nghe lệnh, truy kích, tận lực bắt sống. Nhất định phải sống, nhất định phải tra ra ai sai xử những yêu ma này. Trong thần tiên cư, Tây Tịch tiên sinh các đại học cùng nghe vậy,
nhao nhao thả người đi, truy sát những yêu ma chui vào trong hắc ám kia. Thủy Kính tiên sinh, Đồng Khánh Vân che ngực, khóe miệng mang máu, lảo đảo đi tới, thanh âm khàn giọng nói. Tiên sinh vì sao nói muốn bắt người sống? Nếu phía sau những yêu ma này có người làm chủ, nghe như thế, há lại cho bọn hắn sống. Cầu Thủy Kính chắp hai tay sau lưng, trực diện Đồng Khánh Vân, ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, thản nhiên nói. Đồng Hiền Chất, ta sở dĩ nói như vậy, chính vì để người phía sau màn xuất thủ, giết chết những yêu ma này. Đồng Khánh Vân kinh ngạc không gì sánh được, ngẩng đầu nhìn hắn. Xin tiên sinh chỉ giáo. Lòng bàn tay Cầu Thủy Kính hướng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một mặt gương sáng, không nhanh không chậm xoay tròn, thần thông nội uẩn, giấu sát cơ, thản nhiên nói. Phương hướng những yêu ma này đào tẩu không giống nhau, người phía sau màn kia muốn diệt trừ bọn hắn thì cần điều động thế lực của mình. Chỉ cần hắn điều động thế lực, sẽ bại lộ chính mình. Đột nhiên, trong màn đêm thành Sóc Phương, từng tiếng còi bén nhọn truyền đến, âm thanh võ thần bộ dị thường to rõ. Tất cả bộ khoái nghe lệnh, bắt yêu ma, không thể thả bất cứ cái nào. Thành phòng, điều động thành phòng. Sắc mặt Đồng Khánh Vân đại biến, lộ ra vẻ không thể tin được, thất thanh nói, võ thần bộ. Chẳng lẽ là hắn? Cầu Thủy Kính nhìn chăm chú hắn, chậm rãi tán thần thông đi, tiếp tục nói. Chỉ võ thần bộ còn chưa xứng làm chủ sau màn, chỉ là một tiểu lâu la mà thôi. Coi như chủ sử sau màn có thể giết chết tất cả yêu ma, trong khu không người còn có các lão quái càng thêm xa xưa. Khi đó, những lão quái vật này sẽ bán đứng hắn bởi vì những yêu ma bị giết chết này. Hắn xoay người, ngóng nhìn Thánh Nhân Sơn Trang, mỉm cười nói. Như vậy, hắn liền không chỗ ẩn nấp. Trong Cẩm Tú Đồ, tiếng chuông vang lên, Tô Vân lấy tay làm kiếm, dốc hết có khả năng, chém về phía Ngô Đồng. Một kiếm này là một kiếm của tiên kiếm chém yêu long, một kiếm vô địch, một kiếm tuyệt không có khả năng thất thủ. Xì, kiếm mang như máu, chiếu sáng thiên lâu tú cảnh, đi vào bụng dưới Ngô Đồng. Cong. Lại một tiếng chuông vang, Tô Vân lộ ra thần sắc kinh ngạc không gì sánh được, khó có thể tin nhìn bàn tay của mình. Một kiếm này bị đỡ được. Thiếu nữ Ngô Đồng đỡ được một kiếm này. Ngô Đồng ngăn trở một kiếm này, nhưng khóe miệng thiếu nữ đột nhiên bắt đầu chảy máu, máu tươi ửng ực tuôn ra bên ngoài. Ngũ tạng lục phủ nàng bị hao tổn, bị kiếm khí cường đại ăn mòn, sắp tử vong. Kiếm thuật tốt. Thiếu nữ Ngô Đồng lộ ra một vòng mỉm cười quỷ dị, thân hình dần dần trở thành nhạt. Ngươi nên giải thích người bên ngoài như thế nào khi ngươi không phải nhân ma đi. Nàng sắp chết, thân hình biến mất, bị đưa ra Cẩm Tú Đồ. Tô Vân ngơ ngác đứng đó, đột nhiên tán đi khí huyết cánh tay phải, lảo đảo đi ra phía trước, đặt mông ngồi trên bảo tọa thiên lâu tú cảnh. Khuỷu tay. Cánh tay trái của hắn khoác lên lan can, tay trái chống đỡ trán, cánh tay phải vô lực rũ xuống một bên, buồn rầu. Đúng vậy nha, hiện tại, mình nên giải thích bản thân không phải nhân ma như thế nào. Các bạn đang nghe truyện Lâm Uyên Hành của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 147, Trường Sinh Ảo Diệu, 1. Trên bình đài dưới Cẩm Tú Đồ, mấy vị Tây Tịch kinh hoàng kêu lên, mau tới cứu người. Thiếu nữ Ngô Đồng bị đưa ra Cẩm Tú Đồ, ngũ tạng lục phủ đều ở biên giới vỡ tan, trong miệng không ngừng có máu tuôn ra. Chuyện này từ trước tới giờ chưa từng phát sinh, ở trong Cẩm Tú Đồ thụ thương, nhiều nhất là trên da thịt, không có khả năng nhận tổn thương chí mạng. Thập Cẩm Tú Đồ có thể bảo hộ sĩ tử không nhận vết thương chí mạng, nhưng cô nương này lại chịu vết thương chí mạng trong Cẩm Tú Đồ. Chẳng lẽ nói có sĩ tử nào có thể đối kháng Thập Cẩm Tú Đồ áp chế hay sao? Từng vị Tây Tịch tiên sinh ngẩng đầu, nhìn Thập Cẩm Tú Đồ, ánh mắt chớp động, trong đồ còn lại một sĩ tử cuối cùng, chỉ sợ chính là nhân ma. 7 ngày trước đó, ta vẫn là thiếu niên thiên môn trấn, bên cạnh ta có 4 hồ ly, bọn hắn là bạn học ta. Tô Vân tựa trên bảo tọa ở tầng cao nhất thiên lâu tú cảnh, nhìn về phía ngoài cửa có hành lang dài rằng rạc. Cuối hành lang là môn hộ cung điện, ngoài cửa là bầu trời như bích tỷ. Khi đó sự tình duy nhất ta phiền lòng, chính là trong trấn có một vị lão nhân ta tôn trọng khả năng không phải người. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài, trong lòng nổi lên sầu, vừa mới qua 7 ngày, ta vì sao liền bị cuốn vào trong những chuyện kỳ quái này. Hắn đi lại tập tễnh xuyên qua hành lang, đi vào trước cửa cung, hai tay khoác lên lan can. Thế giới trước mắt vẫn như cũ tươi đẹp tịnh lệ,
Đại Mạc ảo ảnh biến thành treo trên trời, bên cạnh chính là Ngô Đồng thụ cao vào mây, trường kiều như hồng, xuyên qua tầng mây uốn lượn xuống, nằm trên sóng hồ. Thời gian trong linh giới phảng phất không lưu động, vĩnh viễn cố định tại thời khắc này, không có phiền não, không có ưu sầu. Hai từ nông thôn vào thành đến trường đọc sách, vì cái gì khó như vậy? Tô Vân thở dài, xê dịch cánh tay phải của hắn đau rát, cánh tay phải lại phế đi. Hắn thầm phàn nàn một câu, ta chỉ muốn vào thành, cùng nhị ca cùng đệ đệ muội muội cùng nhau đi học mà thôi. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện khuôn mặt lão giả Tả Tùng Nham, con mắt thật to giống như hai vầng mặt trời trên bầu trời, trong mắt chuyển động một vòng, rốt cục tìm được thân ảnh Tô Vân. Tả phó viện trưởng, ta như ngươi mong muốn, đánh bại 30.000 sĩ tử cùng nhân ma, lấy được thứ nhất. Sắc mặt Tô Vân lạnh nhạt, ngửa đầu nói, hô. Khuôn mặt Tả Nham Tùng ở trên bầu trời di động, gạt ra những đám mây, thậm chí chen mặt trời đến một bên. Khuôn mặt kia buông xuống, phiêu phù trước mặt Tô Vân, còn khổng lồ hơn thiên lâu, khí như gió, dài như sấm, đánh bại nhân ma. Ngươi nói ngươi đánh bại nhân ma, trên mặt đất thiên lâu tú cảnh, có vết máu của nàng. Tô Vân ngước đầu nhìn lên gương mặt kia, trầm ổn không gì sánh được như cũ, nói, ngươi có thể kiểm tra thực hư. Mắt trái Tả Nham Tùng đột nhiên bùm một tiếng nhảy ra hốc mắt, rơi xuống đất mọc ra hai đùi, cất bước đi đến trong thiên lâu tú cảnh, ánh mắt phía sau nhìn chăm chú hắn. Có vết máu cũng không thể đại biểu cái gì. Ánh mắt mọc ra hai chân kia một bên đi vào trong, một bên nói, ta vừa mới cảm giác được có cỗ lực lượng đáng sợ đột phá thập cẩm tú đồ trấn áp. Vậy hiển nhiên không phải lực lượng ngươi có khả năng thi triển ra. Nếu như ngươi chính là nhân ma, như vậy chính là ngươi đột phá thập cẩm tú đồ trấn áp, đả thương sĩ tử Ngô Đồng. Tuy nói như thế, hắn vẫn đi vào trong điện, đào được một chút huyết dạng. Mặt Tô Vân không đổi sắc, nói, là lực lượng tự thân ta, đột phá thập cẩm tú đồ áp chế, kích thương nhân ma. Nhân ma chính là Ngô Đồng xếp hạng thứ hai. Cứ việc một màn trước mắt này cực kỳ hoang đường ly kỳ, nhưng hắn đã thấy nhiều chuyện quái lạ nên không quái lạ. Nơi này là bên trong linh giới cẩm tú đồ, trong linh giới đều có khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì, dù sao nơi này là mộng cảnh, nơi ở của tính linh. Ánh mắt kia trở về, thả người nhảy lên, nhảy về hốc mắt, tả hữu cọ sát, tìm tư thế thoải mái, lúc này mới cắm rễ trong hốc mắt. Trên bầu trời Tả Tùng Nham nháy mắt ra hiệu, sau một lúc lâu mới khôi phục bình thường, cười lạnh nói, thượng sứ, ý của ngươi là nói, lực lượng tự thân ngươi còn ở trên thập cẩm tú đồ. Vừa rồi là ngươi cưỡng ép đột phá thập cẩm tú đồ áp chế, đả thương nhân ma Ngô Đồng. Tô Vân gật đầu bất đắc dĩ, thử dò xét nói, ta nói như vậy, có phải không người tin tưởng, ngay cả ta đều không tin. Tả Tùng Nham nhíu chặt lông mày, cho dù ta biết ngươi là sĩ tử Thiên Đạo Viện, lại biết ngươi là sứ giả đại đế phái tới, ta cũng không thể tin được ngươi có thể chiến thắng nhân ma, càng không tin ngươi có thể đột phá thập cẩm tú đồ áp chế. Tô Vân trầm mặc một lát, nói, ngươi không tin, những người khác càng sẽ không tin. Tả Tùng Nham gật đầu, không sai. Tô Vân thở dài, điều động khí huyết, tràn vào hai mắt, kích phát tám bức triều thiên khuyết, thiên môn lập tức lại lần nữa mở ra. Oanh! Trong thập cẩm tú đồ lập tức đất rung núi chuyển, lực lượng thiên môn xung đụng, làm cho linh giới trong đồ lung lay sắp đổ, tựa hồ lúc nào cũng có thể hủy diệt. Tô Vân tán đi nguyên khí, thiên môn đóng lại, cỗ trùng kích kinh khủng lúc này mới chậm chậm đình chỉ. Sắc mặt Tả Tùng Nham đại biến, nhìn Tô Vân trong mắt kính sợ, tiền bối thọ bao nhiêu? Tô Vân kinh ngạc. Tả Tùng Nham nghiêm nghị nói, không nghĩ tới tiền bối có thuật chú nhan như tiểu tử cầu thủy kính kia, để cho ta tưởng lầm là thiếu niên, không nghĩ tới lại là lão quái Thiên Đạo Viện. Lão tiền bối, khó trách có thể chiến thắng nhân ma. Tiền bối an tâm chớ vội, chờ ta suy nghĩ chủ ý. Tô Vân vội vàng nói, phó viện trưởng, ngươi hiểu lầm. Phó viện trưởng, phó viện trưởng, ai già, chạy thật nhanh. Trên cẩm tú đồ, Tả Tùng Nham mơ màng tỉnh lại, vội vàng đi đến bên người cầu thủy kính. Cầu thủy kính hiện đang giữ bộ dáng người sống chớ gần, để bọn người đồng Khánh Vân không dám đến gần bắt chuyện. Tả Tùng Nham không nghĩ ngợi nhiều, thấp giọng nói, thủy kính, Tô Vân trong đồ, là vị tiền bối Thiên Đạo Viện nào? Cầu thủy kính kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra vẻ không hiểu. Ngươi không cần giấu giếm ta, ha ha. Tả Tùng Nham cười lạnh nói, các ngươi là sứ giả Đông Đô Đại Đế, không sai, đến Sóc Phương điều tra, ngươi ở ngoài sáng, Tô Vân ở trong tối.
Tô Vân tiền bối kia khẳng định là lão quái vật Thiên Đạo Viện, một thân thực lực tu vi cực kỳ khủng bố, cho dù là tính linh thần binh đều ép không được. Chương 148, Trường Sinh Ảo Diệu 2. Cầu Thủy Kính nhíu mày, giơ tay lên nói, ngươi trước chờ một hồi, ta suy nghĩ có chút loạn, để ta tỉnh tâm lại chút. Tả Tùng Nham đi tới đi lui, sau một lúc lâu Cầu Thủy Kính mới chỉnh lý ra tiền căn hậu quả, thử dò xét nói, ta là Khâm Sai Hoàng đế phái đến Sóc Phương, ta ở ngoài sáng. Tô Vân là ám sứ Hoàng đế phái đi Sóc Phương phụ tá ta, ở trong tối. Tả Tùng Nham cười lạnh, giả, ngươi giả bộ. Cầu Thủy Kính lấy lại bình tĩnh, nói, ngươi mới vừa nói, Tô Vân đột phá thập cẩm tú đồ trấn áp, bởi vậy ngươi gọi hắn là tiền bối, cảm thấy hắn là quái vật còn cổ lão hơn hai chúng ta. Trong lòng Tả Tùng Nham hơi hồi hộp một chút, có cảm giác không ổn. Cầu Thủy Kính nói, hắn không phải, hắn là ta dạy. Tả Tùng Nham kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên bản thân thể không cao lập tức thấp một mảng lớn, nguy rồi, bối phận lập tức mất hai. Cầu Thủy Kính lộ ra một tia cười nhạt, lập tức bị hắn che giấu, thản nhiên nói, ngươi không cần coi ta thành tiền bối của tiền bối ngươi, ta sẽ không chiếm tiện nghi này. Tả Tùng Nham dựng râu trừng mắt, cắn răng nói, ngươi đã chiếm. Không nói cái này, Tô Vân đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trong mắt của hắn có đồ vật. Cầu Thủy Kính chần chừ một chút, vẫn nói ra tình hình thực tế, đồ vật trong mắt của hắn cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến một bước cuối cùng trường sinh. Năm đó Bình Đế sai người tiến về Thiên Thị Viên Thiên Môn Trấn, chính là vì nghiên cứu vật này. Tả Tùng Nham khàn khàn nói, chính là nguồn lực lượng này, để thập cẩm tú đồ cũng không áp chế nổi, nhân ma cũng vô pháp xâm chiếm hắn. Cầu Thủy Kính nhẹ gật đầu, ngươi hẳn phải biết trận kịch biến Thiên Môn Trấn 7 năm trước kia. Trong mắt Tô Vân, chính là thành quả nghiên cứu Thiên Môn Trấn. Sắc mặt Tả Tùng Nham ngưng trọng, phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói, Trường Sinh Ảo Diệu giấu trong con mắt của hắn. Thiên Đạo Viện đều là quái vật gì? Ánh mắt Cầu Thủy Kính kỳ dị, nhưng không có vạch sai lầm của hắn. Hiện tại nan đề duy nhất chính là làm sao tẩy đi hiểm nghi nhân ma trên người hắn. Cầu Thủy Kính nói, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người cho rằng hắn là nhân ma, vị nhân ma tiểu cô nương kia rất hiểu điều khiển lòng người. Tả Tùng Nham nhẹ nhàng thở ra, cười nói, chuyện nào có đáng gì. Ngươi là vị tiền bối quyên gia thập cẩm tú đồ, lại là đế sư, lão sư đại đế, vừa rồi ngươi lại dẹp đi phản loạn khu không người, đã bình định một trận đại kiếp. Hiện tại uy vọng ngươi, chỉ cần bốc lên dư luận, thêm chút trợ giúp, chỉ sợ có thể đánh đồng Sóc Phương thánh nhân. Ngươi nói Tô Vân không phải nhân ma, ai dám chất vấn? Cầu Thủy Kính bừng tỉnh đại ngộ, đây là lòng người ủng hộ hay phản đối? Uy vọng hắn hiện tại, thậm chí có thể một lời định sinh tử. Tô Vân lưu trong thiên lâu, lặng lặng chờ đợi, hắn luôn có kiên nhẫn. Qua thật lâu, bầu trời xung quanh hắn dần dần trở nên hắc ám, Tô Vân định thần nhìn lại, chỉ thấy mình lại rơi vào trên bình đài, bốn phía đều là sĩ tử. Sĩ tử phổ thông hoàn toàn không biết chuyện nhân ma, chỉ biết là yêu ma quỷ quái khu không người đột kích, toàn thành lùng bắt. 30.000 sĩ tử này căn bản không ý thức được, bọn hắn vượt qua một đêm nguy hiểm cỡ nào. Tô Vân nhìn bốn phía, thầm nghĩ, có đôi khi vô tri cũng là một niềm hạnh phúc. Bọn hắn thật hạnh phúc. Hắn vốn cho là mình sẽ bị người đề ra nghi vấn, nhưng không ngờ tới lại là tới mấy Tây Tịch tiên sinh tự xưng là Văn Xương Học Cung. Cửu Nguyên Học Cung cùng Mạch Hạ Học Cung thủ tọa, tới khuyên Tô Vân ghi danh học cung bọn hắn. Đi ra đi ra. Đồ Minh Hòa Thượng cùng Nhàn Vân Đạo Nhân đi lên phía trước, Nhàn Vân Đạo Nhân ngang ngược đẩy mấy vị thủ tọa Tây Tịch tiên sinh kia lên một bên. Đồ Minh Hòa Thượng mặt hiền lành, dáng vẻ trang nghiêm, chắp tay trước ngực, chân thành nói, tiểu thí chủ thi thứ nhất. Thật đáng mừng, Văn Xương Học Cung chúng ta chính là khôi thủ tứ đại học cung, tiểu thí chủ phải chăng muốn tới Văn Xương Học Cung. Thủ tọa Tây Tịch tiên sinh tam đại học cung khác cười lạnh không thôi, chờ chế diễu. Tốt. Tô Vân vui mừng quá đỗi, cất cao giọng nói, nghe qua Văn Xương Học Cung kế thừa y bát Văn Xương Đế Quân. Giáo thư dục nhân, khuyên người hướng thiện, bồi dưỡng trụ cột nước nhà, chính là mẫu mực thiên hạ quan học. Hôm nay sĩ tử Tô Vân có thể được Văn Xương Học Cung ưu ái, đủ để vinh quang cửa nhà. Trên bình đài một mảnh xôn xao. 3.000 sĩ tử châu đầu ghé tai, lần này sĩ tử đệ nhất đại khảo, lại muốn ghi danh Văn Xương Học Cung. Tây Tịch tiên sinh các đại học cung càng kinh ngạc, lập tức hóa thành phẫn nộ,
Văn Xương học cung thật không biết xấu hổ, thiếp vàng trên mặt mình, lừa gạt sĩ tử. Lúc này có mấy vị tiên sinh liền muốn tiến lên, lý luận cùng Nhàn Vân Đồ Minh. Lúc này, Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu đi tới, khom người nói, Đồ Minh đại sư, ta cũng muốn bái nhập Văn Xương học cung cầu học, khẩn cầu thành toàn. Bốn phía lại một mảnh xôn xao, thủ tọa Tây Tịch mấy học cung kia suýt nữa ngất đi, Văn Xương học cung khi nào thành bánh trái thơm ngon. Ngay cả đệ tử thánh nhân vậy mà cũng muốn đi Văn Xương học cung cầu học. Lý Trúc Tiên chen vào đám người, hung tợn trừng Tô Vân, hướng Nhàn Vân đạo nhân nói, đạo trưởng, ta cũng muốn ghi danh Văn Xương học cung. Trên bình đài lập tức náo lật trời, một mảnh âm thanh la hét ầm ĩ. Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu tự nhiên không cần nói. Sóc Phương Lý gia Lý Trúc Tiên lại là sĩ tử đứng 20 vị trí đầu, Lý gia là thế gia bản địa, biết rõ nội tình Văn Xương học cung, thế mà cũng muốn ghi danh Văn Xương học cung. Nghe nói đại công tử Lý gia Lý Mục Ca cũng thi Văn Xương học cung. Chẳng lẽ Văn Xương học cung này không phải xếp thứ tư tứ đại học cung, mà là đệ nhất? Có sĩ tử nghị luận. Thiếu nữ Ngô Đồng nằm trên cáng cứu thương, bị người giơ lên, hơi thở mong manh nói, đạo trưởng, đại sư, học sinh cũng muốn bái nhập Văn Xương học cung. Bốn phía càng huyên náo, ngay cả người thứ hai lần này cũng muốn ghi danh Văn Xương học cung. Văn Xương học cung muốn lên trời hay sao? Đúng lúc này, Diệp Lạc công tử xâm nhập đám người, kêu lên, ta cũng muốn ghi danh Văn Xương học cung. Đám người lúc đầu xôn xao, nghe vậy đột nhiên an tĩnh lại, vô số đôi mắt nhao nhao rơi trên thân Diệp Lạc công tử. Tiếp theo, ánh mắt đám người rời, tiếp tục nghị luận xôn xao. Các bạn đang nghe truyện Lâm Uyên Hành của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 149, thứ tư Sóc Phương, ba vị trí đầu cả nước, 1. Tô Vân cảnh giác liếc Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu cùng thiếu nữ Ngô Đồng. Hai người này đều không phải đèn cạn dầu, một cái là ngụy quân tử, một cái là nhân ma phục sinh, nếu như trở thành sĩ tử Văn Xương học cung, còn không trêu Văn Xương học cung gà chó không yên. Lý Trúc Tiên thì hung tợn nhìn hắn, hiển nhiên còn nhớ hắn dẫm váy mình, làm hại mình bị người đánh chết. Tô Vân cảm giác được ánh mắt của nàng, quay đầu mỉm cười thân thiện, thầm nghĩ. Trúc Tiên cô nương có Lý Mục Ca chiếu cố, hẳn không có nguy hiểm, cười cũng vô dụng. Lý Trúc Tiên hừ một tiếng, mặt vặn qua một bên, thầm nghĩ, ta sinh khí không dễ dỗ dành đâu. Tốt. Đồ Minh Hòa Thượng cười tủm tỉm nói, bốn vị có thể trở thành sĩ tử Văn Xương học cung là may mắn của Văn Xương học cung. Diệp Lạc công tử ho khan một cái, đại sư, không phải bốn vị, là năm vị, ta cũng ghi danh Văn Xương học cung. Đồ Minh Hòa Thượng có chút không vui, Diệp Lạc công tử thi một điểm, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao Văn Xương học cung chỉ có thể ở phía sau học cung khác tuyển bạt sĩ tử có thể thi một điểm hai điểm là tốt rồi. Nhưng mấu chốt là vị Diệp Lạc công tử này không có một điểm. Mà bên cạnh hắn còn có mười mấy 20 vị sĩ tử trợ thi, vậy mà còn có thể thi thành dạng này. Nhàn Vân đạo nhân ha ha cười nói, Văn Xương học cung hữu giáo vô loại, bất luận ngươi là ai, đều có thể cầu học. Lại nói, Diệp gia mở nhà máy lưu ly, đặc biệt có tiền, nếu quyên cho chúng ta một tòa lâu. Diệp Lạc công tử ủng hộ, nói, ta là đồng học cùng hạng thứ nhất, thứ hai, thứ ba đại khảo, đồng học đệ tử thánh nhân. Lần này về nhà, lão cha không những sẽ không đánh chết ta, ngược lại sẽ cực kỳ ca ngợi ta. Quyên một tòa lâu dễ nói. Đồ Minh Hòa Thượng ẩn ẩn sầu muộn, nói nhỏ, đạo sĩ, nhân ma cùng đệ tử thánh nhân đều vào. Văn Xương học cung chúng ta đè ép được sao? Chúng ta tự nhiên không ép được, nhưng lão đại đè được. Nhàn Vân đạo nhân tươi cười, thấp giọng nói, giao cho phó viện trưởng đau đầu đi. Văn Xương học cung đón đầu ngọn gió, tự nhiên gây nên oanh động một phen, trên bình đài phi thường náo nhiệt. Tứ đại học cung bày xuống yến hội tại Thần Tiên Cư, xin mời những sĩ tử này ăn cơm tối. Tô Vân tìm được bọn người Hoa Hồ, lúc này mới yên lòng, mấy người bụng đói kêu vang, ăn vài thứ nhét liền đầy bao tử. Yến hội kết thúc, bọn hắn đang định rời đi, bên tai Tô Vân đột nhiên truyền tới thanh âm quen thuộc, Vân, Hồ, không cần vội vã rời đi, chúng ta nói một chút. Bọn người Tô Vân, Hoa Hồ vừa mừng vừa sợ, vội vàng xoay người, tiên sinh. Cầu Thủy Kính không kinh hỉ, sắc mặt vẫn như thường, nói, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta tìm một chiếc xe, từ từ nói chuyện. Tô Vân xưng phải, ôm Thanh Khâu Nguyệt,
đặt tiểu nữ hài ở đầu vai chính mình, tay trái nắm ly tiểu phàm, tay phải nắm Hồ Bất Bình, bước nhanh đuổi theo hắn, Hoa Hồ cũng bước nhanh đuổi theo. Số lượng sĩ tử trên bình đài quá nhiều, bọn hắn thật vất vả xuyên qua đám người, đi trên vân kiều, khắp nơi đều là sĩ tử chờ xe, còn có Tây Tịch tiên sinh cùng bộ khoái duy trì trật tự. Có người cao giọng nói, yêu ma thiên thị viên khu không người xâm lấn, mọi người không cần vội vã rời đi, chờ nhiều người đi cùng. Còn có, nhất định phải có tiên sinh hoặc bộ khoái tọa trấn mới có thể đi. Bọn người Tô Vân đi theo cầu thủy kính, lúc này một con cự điểu chở lầu nhỏ hai tầng đi tới, Lý Trúc Tiên trên lầu đẩy cửa sổ ra, hai tay chống cằm, cười nói. Muốn lên không? Chúng ta thiếu một vị lão sư tọa trấn. Thiếu nữ này giận nhanh, hết giận cũng nhanh, sớm đã không tức giận. Bọn người Tô Vân đi qua, cầu thủy kính một bước đi vào lầu 2, chỉ thấy lầu 2 còn tinh xảo hơn lầu 1 rất nhiều, kim lũ ngân thác, noãn ngọc ôn hương. Bốn người các ngươi lui xuống, ta cùng bọn hắn nói chuyện. Cầu thủy kính nói hướng bọn người Lý Trúc Tiên, Thanh Khâu Nguyệt. À, Lý Trúc Tiên nhu thuận lên tiếng, quay người xuống lầu, đợi xuống dưới lầu, lúc này nàng mới tỉnh ngộ lại, không đúng. Đây là xe của ta, vì sao đuổi ta xuống? Khí huyết cầu thủy kính khẽ động, hình thành một cái lồng, phong bế lầu 2, dò xét Tô Vân cùng Hoa Hồ, lộ ra tươi cười, từ biệt nửa năm, các ngươi đều rất không tệ. Thành tích của Thanh Khâu Nguyệt Ly Tiểu Phàm cũng rất tốt, sau khi ta đi các ngươi có thể tu luyện tới trình độ này, vượt quá dự liệu của ta. Hoa Hồ cảm kích từ đáy lòng, khom người nói, tiên sinh có phương pháp giáo dục. Cầu thủy kính lắc đầu, ta cũng không dạy bảo các ngươi cái gì. Các ngươi cho ta tiền, ta dạy các ngươi 10 ngày, có thành tựu gì cũng đều là tạo hóa của các ngươi, không liên quan gì đến ta. Tô Vân nhớ tới viên tiền, ngũ thủ kia, trong lòng ấm áp, lão sư. Cầu thủy kính đưa tay, ngừng hắn, nói, ta không phải lão sư của các ngươi, Giá Hồ tiên sinh mới xứng đáng tên tuổi lão sư này, ta đảm đương không nổi. Đúng rồi, tại sao Tả Tùng Nham lại nghĩ lầm các ngươi là sĩ tử Thiên Đạo Viện cùng sứ giả đại đế? Tô Vân nói chuyện tiền căn hậu quả này, lại lấy ra mấy khối Thiên Đạo Viện lệnh bài mình lấy được tại Táng Long Lăng, nói. Hắn hiểu lầm, hẳn do mấy khối lệnh bài này từ Táng Long Lăng. Cầu thủy kính nghẹn họng nhìn chân chối, qua nửa ngày mới phun ra một ngụm chọc khí, giờ khóc giờ cười. Tùng Nham gia hỏa này, thông minh quá mức. Bất quá hiểu lầm này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, chính ngươi coi chừng. Tô Vân thận trọng nói. Ý của tiên sinh là, ngươi giả mạo thượng sứ, tình cảnh rất hung hiểm, trong thành Sóc Phương có rất nhiều người không hy vọng Khâm Sai Hoàng đế sống đi ra Sóc Phương. Cầu thủy kính lật mấy khối Thiên Đạo Viện lệnh bài kia, nói, vừa rồi ta mở miệng trước mặt Phó Viện trưởng Tứ Đại Học Cung cùng Tây Tịch bảo vệ ngươi, nói ngươi không phải nhân ma. Nhưng ta là lão sư đại đế, lại từng nhậm chức tại Thiên Đạo Viện, ta bảo toàn ngươi, sẽ để cho người hữu tâm hoài nghi thân phận của ngươi. Rất nhanh sẽ có người thăm dò ngươi, thậm chí lấy tính mạng ngươi. Tô Vân giật mình, thử dò xét nói. Nhưng ta cũng không phải thượng sứ sẽ bảo hộ ta hay không? Cầu thủy kính mỉm cười nói. Ngươi không cần nhìn ta cũng không phải thượng sứ. Sóc Phương Thành có thượng sứ hay không? Thượng sứ là ai? Ta hoàn toàn không biết. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chương 150, thứ tư Sóc Phương. Ba vị trí đầu cả nước, hai. Cầu thủy kính tiếp tục nói, Văn Xương học cung cũng rất nguy hiểm. Học cung này rồng rắn lẫn lộn, lai lịch lão sư bên trong đều rất cổ quái, ngươi cần cẩn thận. Hàng năm, Văn Xương học cung đều sẽ chết rất nhiều sĩ tử. Một điểm nữa, coi chừng Tả Tùng Nham, coi chừng Tả Phó Viện trưởng. Tô Vân cùng Hoa Hồ liếc nhau, không khỏi kinh ngạc. Hoa Hồ hỏi, ta thấy Tả Phó Viện trưởng là người rất tốt, vì sao tiên sinh nói cho chúng ta coi chừng hắn? Tả Tùng Nham làm người quái đản, xử sự cực đoan, khi còn bé ta đi học cùng hắn, hiểu rõ hắn. Cầu thủy kính tiếp tục dò xét vài tấm thiên đạo lệnh, lông mày lại nhíu lại, nói. Hắn tựa như băng sơn trong biển, lộ trên mặt nước chỉ có một thành, chín thành giấu dưới nước. Hiện tại hắn lộ thân phận ở bên ngoài là Phó Viện trưởng Văn Xương học cung, thân phận hắn giấu dưới nước. Chỉ sợ không cách nào tưởng tượng. Hắn lấy khí huyết nếm thử chữa trị thiên đạo lệnh, thanh âm trầm thấp. Vị bạn học cũ này là người cực kỳ đáng sợ, cực kỳ nguy hiểm. Hắn mặc dù không phải người xấu, nhưng lý niệm của hắn
Khát vọng của hắn mãnh liệt không gì sánh được, cùng hắn đi gần, ta sợ sẽ liên lụy các ngươi. Trong lòng Tô Vân khẽ nhúc nhích, hắn hiểu Tả Tùng Nham hoàn toàn chính xác không nhiều. Bất quá có thể khống chế được những lão sư không lương thiện trong học cung kia, Tả Tùng Nham cũng không đơn giản giống bề ngoài. Hoa Hồ hãi hùng khiếp vía, dò hỏi, tiên sinh, Văn Xương học cung hung hiểm như vậy, chúng ta có thể chuyển tới học cung khác cầu học hay không? Cầu Thủy Kính tiếp tục chữa trị thiên đạo lệnh, khó hiểu nói, học cung tốt nhất Sóc Phương, chính là Văn Xương học cung, vì sao phải chuyển trường? Hoa Hồ cứng họng, kinh ngạc nói, Sóc Phương chỉ có 4 học cung, Văn Xương xếp hạng thứ 4, mà tiên sinh lại mới vừa nói Văn Xương học cung nguy hiểm. Trường học tốt, không phải ở xếp hạng cao thấp, mà phải xem thứ học được có hữu dụng hay không. Sóc Phương, Mạch Hạ, Cửu Nguyên 3 học cung xếp hạng tuy cao, nhưng bọn hắn chỉ dạy trên sách, dạy không được những thứ ngoài sách. Cầu Thủy Kính dừng tay, nói, sĩ tử bọn hắn sau khi ra học cung nhìn rất lợi hại, nhưng đều là hư. Không động thủ còn tốt, giao thủ một cái đều là thùng cơm. Văn Xương học cung thì không giống, đồ vật trên sách dạy cũng tạm, nhưng những thứ ngoài sách dạy lại cực tốt. Hắn nói, Văn Xương học cung mặc dù rất tàn, sở học cũng cực kỳ lộn xộn, chẳng biết lúc nào sẽ chết trong trường học, nhưng thứ học được đều là đồ thật. Lúc tính mệnh tương bác, cơ hội sĩ tử Văn Xương học cung sống sót lớn hơn nhiều. Trong mắt của ta, Sóc Phương học cung chỉ có thể sắp xếp thứ 4 trong nguyên sóc, nhưng ở cả nước, Văn Xương có thể đứng 3 vị trí đầu. Tô Vân cùng Hoa Hồ liếc nhau, Cầu Thủy Kính tuy khen Văn Xương học cung, nhưng câu chẳng biết lúc nào liền sẽ chết trong trường vẫn để lòng bọn họ nao nao. Lệnh bài sĩ tử thiên đạo viện gọi là thiên đạo lệnh, mỗi một mặt thiên đạo lệnh đều là linh khí, không phải linh binh. Cầu Thủy Kính trả mấy khối lệnh bài kia lại cho Tô Vân, điểm một khối ngọc bài, nói. Mấy khối thiên đạo lệnh này nhiều đã tổn hại, ta sửa một chút, chỉ sửa được một khối. Ngươi có thể nếm thử in dấu khí huyết của mình, đồ vật bên trong chính ngươi nhìn một lượt đi, nếu như xem không hiểu có thể tới tìm ta. Hắn mỉm cười, ta ở thần tiên cư, giảng dạy sĩ tử đều cần lấy tiền, nửa canh giờ một thanh hồng tệ. Giá tiên sinh đắt quá. Tô Vân cùng Hoa Hồ giật nảy mình. Hoa Hồ thầm nói, lão sư sao không đi đoạt. Cầu Thủy Kính mỉm cười, cướp tiền quá chậm. Ta chỉ dạy 20 sĩ tử, một bài giảng chỉ dạy nửa canh giờ, kiếm tiền nhanh hơn cướp bóc. Hoa Hồ kêu đau đớn một tiếng. Tô Vân nhận lệnh bài, trong lòng buồn bực. Trong lệnh bài này có gì? Là cái gì? Cầu Thủy Kính liếc hắn một cái, thâm ý sâu sắc nói, Vân, tuổi của ngươi còn nhỏ, vốn nên nghiêm túc đọc sách, không nên bị liên lụy đến trong những việc nguy hiểm này. Nhưng ngươi đã bị liên lụy vào, như vậy thì hảo hảo làm khâm sai. Đại đế, không cần để Văn Xương học cung hoài nghi. Tô Vân nghiêm nghị, đứng lên nói, xin mời tiên sinh chỉ điểm. Cầu Thủy Kính đứng dậy, đẩy cửa xe, thản nhiên nói, làm thượng sứ, nên tra bản án, ngươi liền tra. Ngươi không tra, lão hồ ly Tả Tùng Nham này sẽ hoài nghi lai lịch của ngươi. Nếu hắn biết ngươi không phải thượng sứ, sẽ không bảo hộ ngươi, nhưng những người khác không biết, cho nên những người kia vẫn sẽ giết ngươi. Trong lòng Tô Vân căng thẳng, gió mát thổi tới, nơi xa truyền đến từng tiếng còi bén nhọn cùng quang mang thần thông bắn ra. Thậm chí còn có thể nhìn thấy ánh lửa, đó là những cao thủ thành Sóc Phương đang truy kích lão ma quái khu không người. Cầu Thủy Kính cười nói, mà ngươi tra xét, thượng sứ chân chính cũng sẽ bảo hộ ngươi. Tô Vân thử dò xét nói, tiên sinh, như vậy ta nên tra từ nơi nào? Cầu Thủy Kính kín đáo đưa cho hắn một cuộn giấy. Lúc ngươi mới vừa vào thành gặp được quái kiếp cho, như vậy tự nhiên tra từ đó. Hắn đi ra, Tô Vân giật nảy mình, vội vàng vọt tới bên cửa sổ, chỉ thấy xe điều hành tẩu trên vân kiều như sợi tơ lơ lửng giữa không trung, Cầu Thủy Kính đã biến mất, không biết tung tích. Hoa Hồ áo não nói, cuốn sách cổ ghi chép bí mật nhân ma kia, quên cho tiên sinh nhìn một chút. Đúng rồi, lần sau lúc đi thỉnh giáo hắn, nói lại quyển sách kia, nếu hắn muốn nhìn thì thu tiền hắn. Tô Vân đóng cửa sổ, trở về bên cạnh bàn, mở ra trang giấy kia, nhìn lại, chỉ thấy trên trang giấy này vẽ bản đồ khoáng mạch lòng đất nhà máy kiếp cho. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, khoáng mạch địa lý đồ này rất giống hình thái một tòa thành thị, bốn phương thông suốt. Khoáng mạch kiếp cho dưới lòng đất, nói cách khác, lòng đất thành Sóc Phương có một tòa thành thị bị kiếp cho chôn xuống. Tô Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tòa thành thị kia
là dấu vết thế giới trước bị hủy diệt lưu lại. Trong này ẩn giấu bí mật gì? Vì sao Thủy Kính tiên sinh để cha ta từ nơi này? Bên cạnh hắn, Hoa Hồ thì nghĩ chuyện khác, nói. Tiên sinh nói Tả phó viện trưởng là người cực kỳ nguy hiểm, không đơn giản, như vậy hắn đến cùng là hạng người gì? Hai người liếc nhau, sắc mặt ngưng trọng. Lúc này tiếng đập cửa thùng thùng truyền đến, Lý Trúc Tiên dưới lầu kêu lên, nhị ca, chúng ta có thể lên chưa? Tô Vân khoát tay, Hoa Hồ vội vàng nói, Trúc Tiên cô nương đợi thêm một lát. Lý Trúc Tiên bất đắc dĩ, đành phải ở dưới. Tô Vân lấy ra khối thiên đạo lệnh hoàn chỉnh không hao tổn kia, nháy mắt mấy cái, cười nói, nhị ca, tiên sinh nói lệnh bài là linh khí, có dấu đồ vật. Ngươi cảm thấy, trong lệnh bài này có cái gì? Các bạn vừa nghe xong tập 15 của bộ truyện Lâm Uyên Hành của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.